Vâng, đây là chương trình thông tin giải trí cuối tuần với Chris Phan, và hôm nay có hai người rất là đặc biệt và có một người khách cũng càng đặc biệt nữa mà lâu nay lần đầu tiên lên trên chương trình của Chris. Và trước hết kính chào quý vị và các bạn, chúc cho quý vị và các bạn có một ngày vui, bình an, hữu ích và nghe một cái chương trình rất là vui. Và người đầu tiên mà Chris muốn giới thiệu đó là Phương Thảo, một trong những người stylish ở tại rất là quen thuộc của cộng đồng của chúng ta ở tại Little Sài Gòn. Và người thứ hai để cho cô ta tự động giới thiệu, tại vì cái tên gọi rất là quen thuộc. Mời hai quý vị ạ. Michelle xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của anh em chúng tôi hôm nay. Và cũng tiếp lời với Chris Phan, Michelle cũng xin phép giới thiệu người đẹp Phương Thảo, của chủ nhân của Salon, có mặt với chúng ta hôm nay. Mời Phương Thảo. Dạ, em tên là Phương Thảo. Em kính chào quý khán giả. Speak up nha, mình service cho customer rất là mạnh mẽ thì mình nói chuyện trên đài cũng mạnh mẽ. Em tên là Phương Thảo, em kính chào quý khán kính giả còn đang theo dõi chương trình của ba anh em tụi em hôm nay. Vâng, Chris rất là vui là hôm nay có Phương Thảo tới, tại vì lâu nay chúng ta đa số nói về thời sự và cũng có nhiều về chính trị, về nhân vật trong cộng đồng. Nhưng lần đầu tiên Chris muốn làm một chương trình rất là dân sinh. Khi chúng ta nói dân sinh là chúng ta nói những cái sự sinh hoạt của chúng ta hàng ngày và hàng tháng, hàng năm, và nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta. Đó là cái ngành thẩm mỹ, mà trực tiếp nói chung á là thẩm mỹ, nhưng mà nói đơn giản nhất đó là ngành stylist, đó là hair stylist. Và nó ảnh hưởng như thế nào ở trong cái cộng đồng của chúng ta, nó ảnh hưởng tới thế nào về cái kinh tế sau cái Chinese virus. Vâng, cho cái hỏi Phương Thảo nhé, rất là tế nhị thôi, là trong vòng trước và sau khi có cái sự kiện Chinese virus đó, mình gọi là Covid á, thì cái tiệm của cái kinh tế của cái tiệm như thế nào và cái làm ăn của cái tiệm như thế nào? Thật sự nói bự lên. Thật sự mà nói là cái Covid nó ảnh hưởng nặng nề tới cái ngành personal care của tụi em cũng nhiều lắm. Nó ảnh hưởng về cái gì? Mình có bị đóng tiệm hoặc là phải chờ đợi hoặc là sao? Cũng như là tất cả các business đang mở cửa hoạt động bình thường, thì đột nhiên cái tháng 2 năm trước là bên Vũ Hán bắt đầu có bùng dịch đó, thì Mỹ nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mà đã slow rồi, business đã bắt đầu slow down rồi. Thì được một cái qua bên Mỹ thì bắt đầu có lệnh đóng cửa luôn, thì lúc đó là đóng, bắt buộc phải đóng cửa. Nhưng mà Chris có nghe là có nhiều lúc nó cho đóng rồi nó mở, nhưng mà lại ngành thẩm mỹ, nhất là ngành tóc và nail lại nó đóng, khi lúc đó thì thế nào? Cũng phải đóng theo à? Khi nó thấy dịch giảm thì cho mở lại làm được được trong một hai ba tuần gì á, đang recover lại đóng nữa. Rồi đóng thì mình chưa kịp đi mua những cái đồ supply, rồi mới dọn dẹp tiệm xong rồi mới mở được tuần ra tuần đóng nữa, là tất cả là đóng tổng là ba lần đóng cửa. Wow. Cho chị Michelle hỏi là cái ngành tóc với ngành nail thì hình như là theo chị được biết là cái ngành tóc là được mở cửa trước, rồi nail là được mở cửa cuối cùng. Ngành tóc có ưu ái hơn ngành nail chút xíu. Tức là mở hết tất cả các tóc và personal care thì cái ngành nail vẫn bị hâu lại, không được mở. Nó cũng là personal care hết, mà biết tóc thì cũng ảnh hưởng, nhưng mà nó được ưu ái hơn ngành nail chút xíu. Cái tâm trạng và cái hoàn cảnh, thí dụ như cả một cái chiều dài của cái sự kiện này đó cho tới ngày hôm nay, thì cái ngành tóc của làm trong cộng đồng nó bị ảnh hưởng như thế nào, nó đã vực dậy được chưa? Em nghĩ là vừa một hai năm qua là tụi cái ngành tóc, ngành làm đẹp thẩm mỹ của tụi em nó vượt qua một cái thời kỳ khủng hoảng kinh khủng lắm. Hiện tại bây giờ thì đang bị cover luôn, lại đang tìm hồi phục lại. Vì sao thấy là sau khi mà chúng ta được lệnh, mọi người được mở cửa lại hầu như là gần hết những cái cơ sở thương mại rồi, thì bắt đầu ngày 15 tháng 6 phải không em? Thì chị có thấy trên mạng xã hội với lại bạn bè đó,
bây giờ họ giống như là bị nhốt lâu ngày quá, bây giờ bùng lại rồi họ đi ăn chơi trở lại thì bắt đầu họ làm đẹp rồi đi kia, thì em thấy rằng là cái business, cái volume, cái lượng khách của em á so với trước mùa dịch nó gần bằng lại chưa, hay là nó nhiều hơn? Là tại vì hồi trước thì người ta đi làm, người ta không có đi chơi nhiều, bây giờ tự nhiên giống như một cái gì mà nhốt lại đâu, tự nhiên bùng lại thoát lại đó, thì em có thấy vậy? Khi mà khoảng 1-2 tuần đầu được mở cửa trở lại đó là cái lượng khách nó ồ ạt đổ về, nó lâu ngày không được làm đâu, không có được dụng các người, những người tóc dài sau một năm qua không gặp mặt đâu, thì bắt đầu ồ ạt trong vòng khoảng chừng 3 tuần ồ ạt như vậy đó, thì bây giờ nó trở lại bình thường. Nhưng mà ồ ạt đó lại chị Michelle nhắc lại là ồ ạt là nó cái lượng khách đó so với trước mùa dịch đó nó nhiều hơn hay nó bằng hay nó ít hơn? Cái lúc thời gian mà ồ ạt nó bị dồn, nó dồn nhiều á. Okay, như vậy có chuẩn bị được cái thợ thầy rồi nó trở lại làm không? À, dạ, thợ thì rất là đầy đủ nhưng mà nó bị limit hơn ngày xưa là nó phải giãn cách rồi phải xịt khuẩn sạch sẽ đó. Cho anh hỏi một câu rất là tế nhị nhé. Tại vì trong cái thời gian như năm 2020 đó là cái trung điểm, cái tâm điểm của cái dịch bệnh, cho nên đóng cửa hết đa số, phải không? Và đóng cửa như vậy thì những người thợ người ta nghỉ ở nhà rồi người ta xin thất nghiệp. Và trong thời gian thất nghiệp đó, thất nghiệp cũng được ưu ái cho rất là cao. Cho nên nhiều người khi mà trở lại người ta không muốn làm, tại người ta muốn giữ cái thất nghiệp, và bên em có bị ảnh hưởng nhiều không? Đó là khó, khó, rất là khó kiếm thở. Ai cũng nói vậy, bên em phải nói honest là cái tiền thất nghiệp có nhiều khi nó cao hơn một cái tuần so với là cái người thợ ăn chia ra. Dạ. Nên là ở nhà vừa được chăm con, chăm gia đình mà còn có cái số tiền cao hơn là đi làm nữa. Nên là có một số người cũng già dặn không có đi làm. Cho nên với một cái người giống như một cái position của một người chủ tiệm như vậy, em có gặp cái tình trạng khó khăn đó là thiếu thợ với cái số lượng tiền em mà số khách ào ạt như vậy, em có gặp tình trạng thiếu thợ? Em rất là may mắn là tiệm em rất là đông hơn mọi người, nên là em chưa bao giờ bị cái hoàn cảnh thiếu thợ. Nhưng mà em nghĩ cái ngành nail nó bị thiếu nhiều hơn. Ngành tóc có vẻ tại em ở ngay cái chỗ Lido Sài Gòn này luôn á, thì thành ra em cũng được ưu ái, tiệm em rất là đông thợ, chưa bao giờ bị tình trạng hụt thợ. Chị thấy rằng đó là phải công nhận là bây giờ nói hơi cũng về cái ngành thẩm mỹ, mà ngành tóc may mắn hơn ngành nail nhiều. Ngành nail lúc mà mới vừa bị dịch á thì người ta người thống đốc tiểu bang California họ cũng đổ thừa vô có cái vụ đó nữa, đúng rồi. Bùng phát đầu tiên là do tiệm nail ra, rồi lại bị đóng cửa hết, rồi tới chừng lúc bắt đầu mở lại thì cái người mà trong ngành nail lại chậm hơn, mở lại cuối cùng. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là chắc là vài chương trình sau mình sẽ trở lại, chắc phải đi thêm một nữa là cái luật mà AB5 đó, em có biết cái vấn đề mà khai 1099 với W2 không? Đó, em thấy không? Thì cái AB5 là nó cho miễn vĩnh viễn là những người thợ tóc thì có quyền claim 1099, đúng không? Nhưng mà nail á thì giống được không? Bây giờ cái AB5 nó cho, nhưng mà chỉ có tóc á thì được vĩnh viễn, còn nail á thì chỉ cho tới năm 2022, sắp sửa tới rồi là hết, là phải bắt buộc phải đắp YouTube hết. YouTube hết. Dạ, thì bây giờ đó là thật sự ra là mà trong hai cái ngành thì thường người ta đi nói là tóc và nail, thường thường nó đi chung chung như vậy ha. Chỗ em có làm nail không hay là chỉ tóc thôi? Làm nail đâu mà ít hơn mà đa số là tóc. Thường cái nail đó người ta có thể tự ở nhà xấu chút cũng được, nhưng mà tóc dài thì phải đi cắt thôi, không thể nào cũng giống như đàn ông đàn bà gì cũng vậy, phải không? Không thể nào để dài tới một năm trời có thể dài xuống tới đầu gối luôn cho bây giờ, phải không nè? Cho nên ngành tóc nó đỡ hơn ngành nail, phải không? Và ở trong cái Lý Đô Sài Gòn như vậy, ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn, ngay đường Brookhurst và đường McFadden, với Chris nhớ là sát bên cạnh cà phê Factory, phải không? Đó, thì ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn như vậy thì service cho cái số lượng khách của mainstream của người bản xứ nhiều hay là người Việt Nam mình nhiều? Thật ra là 50-50%, 50% là khách Việt Nam.
50% là khách bản xứ nhiều. Tại vì khách Việt Nam thì nhờ do em quảng cáo trên Facebook hay những cái cộng đồng share nhau là recommend là cái tiệm đó, còn cái lượng khách Mỹ trắng và những cái lượng khách nước ngoài tới thì do em quảng cáo của những cái chỗ Mỹ. Social media thì có hai cái lượng khách luôn. Vâng, rồi đủ thể để mà service. Cái tiệm em cũng đa dạng thợ và đa dạng. Cho hỏi thêm câu tế nhị nữa là trong cái công ty, trong cái tiệm đó hoặc là trong cái ngành tóc đây này, cái khó khăn thường xảy ra nhất và thường phải đối diện nhất là cái gì không? Có bị khó khăn gì không? Dạ, phải chú ý về vệ sinh nhiều lắm. Trước đó là đã phải sợ rồi, lâu lâu tụi step lo thì về kiểm tra thì mình đã vệ sinh rồi. Nhưng mà vì Covid đó nên nhiều người rất là nhạy cảm. Nhưng là người bản xứ người ta còn sạch sẽ hơn là nhạy cảm. Ví dụ như mình chưa kịp xịt hay gì người ta chú ý là người ta sẽ... Nếu như vậy thì step bo họ sau cái mùa dịch này mà chưa có hoàn toàn trở lại bình thường đó, step bo họ có xuống thường không? Step bo giờ nó vẫn xuống, nó vẫn xuống bình thường. Mà cái tiêu chuẩn của họ khi mà họ kiểm tra, tại vì bây giờ là họ càng chú ý hơn về cái vấn đề lây lan vệ sinh đó, thì cái tiêu chuẩn mà họ kiểm tra đó có gắt hơn không? Thực tế là tiệm em cũng vừa mới có step bo vô đó, nhưng mà nó gắt gao chứ chị, nó càng phải vệ sinh hơn đó, là hơn hôm hồi trước đó, tại vì dịch bệnh phải clean up, phải tẩy trùng lên đó. Nhưng mà thường thường thí dụ như cho mình hỏi về technical tí xíu hả, tóc của người bản xứ nó khác với tóc của người Á Châu mình không, hay là người Việt Nam mình không, cái mái tóc nào dễ hơn, dễ làm hơn và dễ mình giống như mình dễ thích care đó. Thật ra là cái em thấy người Mỹ trắng rất là may mắn nha, từ nước da trắng cái mái tóc cũng blonde rồi cái gì cũng đẹp hơn là những cái người khác. Em theo em thấy vậy thì là dễ làm nhất, là tóc Mỹ trắng, tóc blonde là vô là dễ làm nhất, còn sau đó là tóc châu Á mình cũng, Việt Nam thì cũng dễ tương đối trung bình. Còn cái lượng tóc mà khó nhất á là những cái người mà Trung Đông hay là Ấn Độ gì á, tóc xoăn dài gì á, thì đó là cái lượng tóc khó nhất, cái lượng tóc dễ nhất. Cái giá vẫn nhậu không? Không, em phải adjust. Adjust mà không, tóc khó thì phải làm lâu hơn, thì phải nhiều cái tiền phi nhiều product hơn, là tốn nhiều thời gian hơn. Như tóc chị thì dễ hay là khó? Tóc châu Á mình là dễ trung bình. Bây giờ nhìn khuôn mặt của Michelle đó, thì Phương Thảo nghĩ là tóc nên để tóc thẳng thẳng như đó hay là làm cái kiểu nào cho nó hợp với mặt hơn không? Có cái cách nào làm hợp mặt hơn không? Không, chị có cái gu thẩm mỹ cao lắm rồi đó. Tại vì dễ thôi hả? Chị là đang rất là trẻ trung. Mà lúc nào chị muốn fancy, lúc chị muốn sang trọng quý phá thì chị sẽ có những cái cách ra tiệm làm. Nhưng mà thường thường để dễ đủ rồi hả? Hằng ngày là làm như vậy là đẹp nhất. Cảm ơn người đẹp. Khỏi tóc tiền. Mái tóc này là mái tóc. Là đỡ tốn tiền nhất trong công ty. Ví dụ như em làm bao trong ngành này bao lâu rồi? Dạ, em làm trong ngành tóc này được 10 năm. Cho hỏi thêm tí xíu là rất là nhiều đồng hương của chúng ta ở khắp tiểu bang vào cái bằng của cái bằng tóc đó, cái license tóc ở Cali, nó có mình đi ra tiểu bang khác làm được không hay phải đi học lại thi lại? Tùy vào tiểu bang, nhưng mà bằng tóc của Cali là rất là được nhiều cái tiểu bang khác đón nhận, không cần thi. Còn mấy tiểu bang khác vô đây thì thi? Bắt buộc phải thi. I see. Wow, Cali ngon vậy hả? Bằng của Cali ngon lắm. Từ bằng nail cho tới bằng tóc. Even bằng nail luôn? Dạ, bằng nail luôn. Bằng nail có đi nhiều có những tiểu bang không cần phải đi lại hả? Không cần phải đi lại, bằng nail Cali nó khó hơn, đầy đủ nhiều tiêu chuẩn. Tại vì theo anh biết là ở Việt Nam lúc bây giờ trong thời gian gần đây mình thấy rất là nhiều người đồng hương của chúng ta ở Việt Nam qua đây định cư, không biết bằng cách nào mình không biết đó, nhưng mà mình thấy nhiều người lạ lắm và cái số dân đồng hương của chúng ta ở tại Lý Đô Sài Gòn là tăng rất là nhiều và tăng cao lắm chứ không phải tăng ít đâu. Đó thì cái học tóc với là học nail nó khó, cái nào nó nhanh hơn? Học nail thì có 400 giờ là anh có thể đi kiếm tiền rồi, còn học tóc là gấp 4 lần, như vậy là 1600 giờ. Vậy cả năm vậy trời á? Dạ, hơn 5 năm. Wow. Thì bằng tóc nó gọi là cosmetology, nó include vừa làm wax, vừa makeup, làm facial, nail, everything. Ủa là học tóc là nó làm mình làm được nail? Dạ đúng. Mà học nail không làm được tóc?
Ủa, ai xin nó tự quá. 1/4 đoạn đường nó học cấp thôi. Như vậy thì khi mình học như em học vậy là chính phủ nó có giúp cho mình tiền phí không hay là mình phải bỏ tiền túi hết? Không, chính phủ hỗ trợ tiền cho những người lâu không. Trừ những cái gia đình có cha hai con thì không được. Tại sao em chọn ngành tóc ở Việt Nam? Em có học là hồi nhỏ em có thích làm tóc được chưa? Em có cái đam mê á, như là hồi nhỏ bên Việt Nam gia đình chú thím em có tiệm thì em hay ra chơi á, rồi từ từ em có cái năng khiếu, em mày mò, em thích. Thì khi qua được tới Mỹ thì con gái thì anh nghĩ thì trong cộng đồng mình thì có hai ngành để dễ học, mình nghe tóc hoặc là đi làm hãng xưởng thôi, nhưng mà mình không có chịu khó đi học lại bằng đại học thì mình phải làm nghề nhanh, thì là có những cái ngành nó dễ chọn nhất thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình vẫn đam mê về cái cách làm đẹp. Em nghĩ là mình phải có cái năng khiếu thì nên chọn nghề làm tóc. Năng khiếu và đam mê, hai cái đó có cái nhiều người nói lạ lắm, nói ngành tóc, nhất là ngành tóc thôi, mình nói tóc thôi ha, là style ha, đàn ông á, nhiều ông làm đẹp hơn phụ nữ, đàn ông nhận cái đó phải không? Đàn ông á, tại sao đàn ông tay chân cứng ngắc mà tại sao làm tóc đẹp hơn phụ nữ? Cái ngành thẩm mỹ người ta rất là xuất sắc. Tại vì phải có cái đam mê, người đàn ông phải có cái đam mê mới đi vào cái. Thì phụ nữ cũng có đam mê chứ. Nhưng mà người đàn ông phải có cái đam mê nó mãnh liệt hơn người phụ nữ, họ mới đi vào cái ngành tóc, đúng không? Em nghĩ là đàn ông mạnh mẽ nhưng mà vô ngành tóc thì nó creative, dễ sáng tạo. Mẹ đúng không? Nhưng mà anh có đông cái mặt như này cũng mẹ sấy tóc nữa. Ôi vậy hả? Chẳng bữa nào chưa có sấy thì sao chứ. Sấy tóc mềm thì đâu có gì đâu mà nặng, mà sao mệt ta? Mệt hả? Như vậy là em đã vô đây cái ngành đây 10 năm mà em chấp nhận là đàn ông làm đẹp hơn phụ nữ, nếu mà vô trong cùng anh biết tóc. Là nước Mỹ mình may mắn là phụ nữ đàn ông ra làm bằng tiền nhau. Nhưng ở Việt Nam mà các salon sang trọng mà đẹp nổi tiếng ấy, phụ nữ không gì được lên cắt tóc bằng cắt tóc hết, phụ nữ chỉ làm ở quầy đầu thôi, phụ thôi. Sao cái gì hay tại vì không, ở Việt Nam mình nói là tại Việt Nam là nó kỳ thị là phụ nữ, nó đa số là vậy, bất cứ ngành nào thật sự như các vậy không? Chính ở Sài Gòn mà nổi tiếng nhất là các anh không cho các chị làm. Không cho, tại chắc mấy người không cho họ cơ hội để cho họ thành tiếng. Nhưng mà vì sao những ở Việt Nam thì mấy cô thì thích cho mấy ông chắc đi tới những chỗ cũng còn mấy âm thì thích vô những chỗ mà cho cô. Gì ra là vậy, nó vui hơn quá. Bây giờ hỏi một cá nhân Chris nè, bây giờ Chris đi làm đẹp đó, Chris cũng đi tới chỗ phụ nữ để chăm sóc cái sắc đẹp cho mình là đi tóc ông. Thật sự là trước ông kính này ai mà cắt tóc cho Chris nhanh nhất là Chris chết rồi. Đàn ông mình vô mình không muốn ngồi lâu. Làm vui nhưng mà một cái cô tới chăm sóc anh cũng thấy là nó dễ chịu hơn là tự nhiên có một người đàn ông. Với điều kiện cô phải đẹp chút. Đời nó lạ lắm. Thực tế là vậy. Đẹp đẹp là vì không có đàn ông. Chị ơi, chị có đàn ông là như vậy. Just kidding. Thí dụ như bây giờ em vô có một người phụ nữ ha, người ta để mái tóc dưỡng, người ta không biết làm sao cho hợp cái khuôn mặt đó, thì mình nhìn mình biết làm gì, cái mái tóc làm như thế nào để nó hợp không? Cái cô manager mà bắt khách vô là rất là quan trọng. Thứ nhất là tiếng Anh cô nói cũng phải tôi nói chuyện nghe. Thứ hai cái nhìn cái lúc của cô đó nhìn được để cho cái khách đối diện người ta nhìn cô này cũng có những cái style được, và lúc đó mới gọi là recommend là cái từ cái màu da cho tới cái kiểu tóc và cái màu tóc nó quan trọng. Rồi cái cô manager đó là quan trọng nhất. Khi mà ra cái tóc đẹp và xấu hợp với cái người đó là do cái sự recommend của cái cô đó. Còn những cái product nó có giúp gì nhiều không? Cái product rất là quan trọng. Mà thời nay khách hàng khôn ngoan, người ta vô một cái tiệm mà anh sang trọng hay là sạch sẽ, nhưng mà anh xài đồ mà
không có những cái brand nổi tiếng người ta đều biết hết đấy, thì anh cũng không có thu hút được nhiều khách. Mà nếu mà anh vừa sang trọng sạch sẽ đẹp đẽ mà anh còn xài nhiều cái good product ấy, người ta đều biết được đó là good product ấy, thì anh lôi kéo được nhiều khách hàng hơn. Nhưng mà mình sẽ phải công nhận một điều nha, rất là hãnh diện làm ở Việt Nam, là tại vì người Việt Nam mình rất là thông minh. Người Việt Nam mình qua đây những cái sáng kiến trong cái ngành khoa học thì cũng bây giờ cũng là nhiều người Việt Nam đã đoạt được những cái giải Nobel, không phải giải Nobel mà là những cái giải mà stylist. Về cái professional đó. Còn về cái mỹ thuật á, thì về thẩm mỹ đó thì người Việt Nam nè, ngành nail cũng do người Việt Nam nghĩa là phát trương ở đây mà rất là thành công, và ngành thẩm mỹ nữa, cho nên người Việt Nam rất là khéo tay, và nghĩa là từ cái khoa học nè. Quý vị có biết là Chris mời Phương Thảo tới rất là tình cờ, gặp Phương Thảo ở trên Facebook và biết cô vô tình cái mình biết cô là làm về một cái tiệm tóc và đang quán xuyến một cái tiệm tóc mà mình đi ngang mình thấy đông lắm, mà vô tình cũng không có biết cái Phương Thảo trước đâu. Và bây giờ Chris cũng mời Michelle lên. Hai người này không biết nhau từ không biết nhau bữa nay là ngồi chung nè, họ không biết nhau, và khi mà Chris mời hai người rất ngỡ ngàng, và vô tình lại biết là cô Michelle đã tới tiệm QT, tiệm tóc của Phương Thảo, thấy small worm. Vâng, và tại sao ở đây có hàng trăm tiệm tóc mà Michelle lại chọn cái tiệm của Phương Thảo? Thật sự mà nói là có nhiều anh đẹp không? Có nhiều anh đẹp phải không? Nào, cái vấn đề như vậy mình sẽ đang nói thêm về cái tức là cứ phá mình hoài luôn. Mình chỉ nói là một cái người mà stylist thành công đó thì họ làm thế nào để người khách hàng quay trở lại, như là em build khách, đúng không? Thì khi mà em làm một cái mái tóc gì thì cái người khách hàng họ happy thì họ sẽ quay lại, và coi như là họ chỉ muốn một mình em làm đó. Thì trong tiệm QT của Thảo đó có một cái cô Thủy rất là dễ thương, là cứ tất cả cái mái tóc cho mình xong nó đúng ra thịt. Trong tiệm QT salon thì thợ nào cũng khéo, cũng chăm sóc rất là khéo và rất là ngấy tình mặt. Mình sao là bao nhiêu năm nay, 10 năm nay là chỉ có mình Thủy là đụng tới mái tóc mình sao thôi, tất cả từng dụng cái màu tóc đi đâu, đến nỗi khách hàng đi đâu hỏi đi chứ là thì ở QT salon Thủy á, QT salon nó đại khái thì có những như vậy là rất là hài lòng ở cái tiệm đó. Dạ, rất là happy, như là tiệm sạch sẽ và nhất là cô chủ này thì rất là chiều khách. Như vậy là cái cách mà mình cái policy của Phương Thảo đối với thợ là phải rất là nghiêm khắc, khi mà cái quan trọng là service cho customer. Customer service là the most important, nhưng mà bây giờ cái vệ sinh sạch sẽ là quan trọng hơn. Tại cái dịch bệnh thì nhiều người khách khó tính, nên là cái chú trọng nhất là về cái vệ sinh, bước vô là phải sạch sẽ và cái ghế ngồi lúc nào cũng phải sạch sẽ trước. Cứ mỗi lần một người tới là mình phải anh vừa đứng dậy là phải xịt ăn qua hồi chùi hết ghế. Cái đó nó require phải tự mình làm. Có khi người thợ nó quên á, người thợ bị quên hoặc là bận quá chưa là người khác nhắc, chưa thấy chùi ghế cho tôi ngồi. Nhưng mà cái đó là require luôn hả? Cái đó là phải yêu cầu của sếp bo hả? Cái đó là của sếp bo sinh. Cái bắt mà xịt ăn qua hồi hồi trước không có luật đó đâu, nhưng mà sau này mới. Bây giờ mới. Thì bắt buộc phải như vậy. Với lại là Thảo cũng muốn như vậy, là tại vì nếu mà một người khách của tiệm hay là một người nhân viên của tiệm mà bị nhiễm là nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người và nó quan trọng lắm, cho nên phải mình phải. Và nhờ mấy cô stylist đó, khi service là phải đeo hết phải không? Hiện tại thì LA County nó đang bị bắt mang lại, Orange County thì chưa. Em chưa. Nhưng mà khách cũng picky lắm, nó hỏi là có mang mask không thì nó mới vô. Thì đa số các bản xứ nó hỏi bản xứ nó rất là khó. Việt Nam dễ hơn. Vâng, đây là trước cái ống kính này chúng ta còn 3 phút thì Chris muốn chia sẻ đến đồng hương của chúng ta về một cái khái niệm về cái cuộc sống của những người stylist, cái khó khăn của stylist. Stylist là những cái tiệm tóc đó quý vị, những người làm tóc làm đẹp cho chúng ta đó. Cái khó khăn từ lúc mà bắt đầu
có cái dịch bệnh Chinese virus cho tới bây giờ nó vẫn rất là khó khăn về kinh tế, về cái cách service nó phải đủ cái require, đủ cái yêu cầu mới, phải tốn tiền nữa chứ, phải mua những cái đồ cách ly rồi tốn tiền lắm. Và quý vị nào mà tới Lý Đô Sài Gòn, okay, quý vị thử lại QT Salon thì quý vị sẽ thấy trong đó có bao nhiêu thợ. Có 10 thợ. 10 thợ luôn. Vâng, quý vị thì em chia sẻ đến cho đồng hương. Rồi em thì có nhiều trường phái khác nhau. Mỗi anh chị nó có một cái đặc biệt riêng. Ví dụ như những cái người mà em cái chị đi rồi đẹp thì nó là theo tiếng Mỹ, thì lại có những cái anh chị chuyên nói giỏi tiếng Anh và giỏi những cái kiểu đó. Có mấy cô chú mà Việt Nam thích những cái style của mình, cái kiểu là kiểu con số những cái gì á, thì lại có những cái anh chị giỏi thì cái đó. Ngoài ra thì ngoài laptop ra cũng còn làm xong và cắt tất cả các dịch vụ về làm đẹp rồi đều có hết. Quay, đừng có nói tổng quá, có cái gì chứ đừng có nói tổng quá. Làm đẹp thì biết cái làm đẹp cái gì. Dạ, tụi em có làm tóc và các loại fashion color và digital firm kiểu Hàn Quốc, rồi có xăm lông mày, xăm môi, mí mắt, tất cả. Có trang trí dạ, có make up để đi ăn tiệc và bới đầu. Rồi có làm tóc cho cô dâu chứ? Dạ có luôn. À thế ông nói ra mừng nữa. Và stop shopping không có thiếu gì hết. Ồ. Cái thường thường cái một cái người làm đám cưới đó rất là người ta đem cả gia đình tới làm luôn phải không ạ? À, cho nên em nhận cô dâu thời phụ là có khi tới là cả 7-8 cô ngồi chờ là cũng có 7-8 thợ làm luôn. Wow. Một lúc luôn. Vâng, nếu như có cần phải reserve trước không? Có gọi trước không? Dạ, gọi lúc nào cũng better. Là số phone của tiệm là 714-890-2277. Gặp em tên là em Thảo. Ngày nào cũng có đó? Ngày nào cũng có. Có đồ ăn không? Dạ. Có đồ ăn, Chris như là mời xem tới. Vâng, QT Salon quý vị. Phương Thảo và quý vị cũng đã nghe rồi đó. Không phải cái... tôi nói chỉ riêng về cái sắc đẹp đâu, và nói lên cho chúng ta thấy được, để thông cảm được từng khía cạnh một của cái đời sống của chúng ta, trong đó có ngành thẩm mỹ và nói chung và ngành tóc nói riêng, là có những cái khó khăn, những cái khốn khó trong cái dịch, trong cái mùa dịch bệnh này. Cho nên bây giờ là ở Orange County, Lý Đô Sài Gòn đã mở cửa gần như 100% và ngành tóc đã mở cửa 100%. Cho nên quý vị nào mà có cái nhu cầu tóc mà dài đó, hay là cảm thấy khó chịu cái mái tóc, thì hãy đến để thử đúng không? Chỉ là cho Phương Thảo, cho QT Technician một cái cơ hội để làm cho quý vị đẹp, khi đó quý vị mới thấy được cái giá trị của cái mái tóc của mình. Vâng, cảm ơn Phương Thảo đã ghé tới đây và chia sẻ, và thật sự là Chris cũng không có biết Phương Thảo ở trước đó đâu, chỉ biết sơ thôi, nhưng mà Chris muốn làm cho đồng hương thấy được nhiều cái khía cạnh của đời sống, để thấy được cái giá trị của nó, và chúng ta cùng nhau mà chia sẻ với nhau, cùng nhau mà ủng hộ với nhau trong từng ngành nghề, để Lý Đô Sài Gòn chúng ta mỗi ngày thăng tiến hơn và bước qua được cái giai đoạn khó khăn nhất. Mời Phương Thảo chào. Em rất là mong muốn các quý anh chị ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ, nhưng mà có dịp ghé Lý Đô Sài Gòn Phước Lộc Thọ, thì tiệm em rất là gần với Phước Lộc Thọ, có 5 phút thôi. Thì thứ nhất là mình ủng hộ đồng hương với nhau ha. Thứ hai là em rất là tự tin để sẽ làm cho quý vị hài lòng. Thứ ba là nếu mà người Việt Nam, đồng hương Việt Nam, thì em sẽ có những cái giá rất là đặc biệt. Và số phone một lần nữa đi. Dạ, số phone một lần nữa là 714-890-2277. Em tên là Phương Thảo, em xin chào quý vị. 714-890-2277. Số phone rất là dễ nhớ, 714-890-2277. Và cảm ơn quý vị. Xin quý vị đừng rời máy, chúng ta sẽ trở lại phần 2 với những cái thời sự của Michelle và Christian. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Phương Thảo. Vâng, cảm ơn quý vị đã giữ máy. Vẫn là chương trình Hữu Ích Dân Sinh với trình đài VBS và thông tin giải trí cuối tuần. Và bây giờ chúng tôi trở lại với phần thời sự, và không gì khác hơn thì trong một tuần qua quá là nhanh, ở bên văn phòng của dân biểu tiểu bang có điều gì muốn chia sẻ đồng hương Tăng này? Cảm ơn Chris Phan và Michelle, cũng cảm ơn quý vị đã không rời máy và vẫn theo dõi chương trình của anh em chúng tôi.
Thì được trở lại với chương trình của Kết Văn hôm nay, thì Michelle muốn chia sẻ với quý vị một cái hồi trước hồi đi vào những cái chương trình mà Michelle muốn chia sẻ về việc chúng ta nói thêm về những cái service mà của văn phòng của dữ liệu Janet Nguyễn đang phục vụ cho cộng đồng ở Orange County cũng như thuộc về những cái thành phố khác trong cái địa hạt 72, và những người cộng đồng nói tiếng Việt đều được nhân phòng của dữ liệu Janet Nguyễn giúp đỡ. Thì trước mắt hiện tại chúng ta thấy rằng là cái vấn đề tiền thất nghiệp cái đó rất là quan trọng này. Của những người mà bị mất cái công việc làm trong cái thời đại dịch Covid-19, và nó kéo dài tới giờ, mặc dầu là một số hầu hết các business đã hoạt động trở lại, nhưng mà đó là cho những cái công ty, những cái business mà họ còn sustain được, nghĩa là họ còn sinh tồn được cho tới mùa dịch. Có những cái cơ sở thương mại họ đã buộc phải đóng cửa là tại vì cái ảnh hưởng của Covid-19, cho nên nó dẫn tới rất là nhiều người thất nghiệp. Và vì sao bắt đầu đi làm cho văn phòng của Dương Nguyễn Trân Thích Nguyễn as a field representative thì được mới có 3 tuần, nhưng mà vì sao đã thấy là cái số lượng người mà gọi vào văn phòng để được nhận cái sự giúp đỡ mà hầu hết là về cái chương trình thất nghiệp, là tại vì có những người người ta thất nghiệp trong mùa Covid, rồi người ta xin tới từ tháng 2 tới bây giờ mà chưa được cứu xét. Thì quý vị nghĩ đi, cái đời sống cơm áo gạo tiền đó, mà gần 5 tháng trời mà không được cái không, nghĩa là không có communicate, không liên lạc được, không điện thoại cũng không có gọi được, email cũng không có gọi được, thì cái sự bế tắc của họ, thì họ chỉ như họ sống trong cái địa hạt của những người Janet Nguyễn, hay là có những cái referral from, và tại vì họ nói tiếng Việt, gọi tới văn phòng thì chúng tôi đều cố gắng giúp đỡ để mà liên lạc với EDD. Và vì cái số lượng người cần sự giúp đỡ quá đông, thì hiện tại bây giờ bên nhân phòng EDD đã có một cái người liaison, nghĩa là một cái người trung, nghĩa là chỉ lo phụ trách để mà cứu xét những cái hồ sơ mà bên nhân phòng của Dương Nguyễn Trân Ác Nguyễn gọi vào để mà yêu cầu họ làm mở cái hồ sơ ra để cho một cái status update, nghĩa là cho cái thông tin mới nhất là bây giờ cái người nộp đơn xin trợ cấp cần thất nghiệp cần phải làm cái gì, giải quyết nhanh chóng. Thì thường thường là khi mà một cái người gọi vào thì trong vòng một tuần á, bên cơ quan EDD á, cơ quan thất nghiệp á, họ giải quyết và họ thông báo cho chúng tôi, thì nghĩa là một cái kết quả rất là nhanh chóng, trong khi người ta chờ 4-5 tháng chưa được giải quyết. Thì tất nhiên là cho những người mới sinh đó, thì tụi này chờ sắp, nghĩa là theo thứ tự những người mà cần sự giúp đỡ quan tâm trước. Thì đó là một cái vấn đề mà như cái sự hỏi vấn đề phục vụ cho cộng đồng là nói chung, rồi lại với cái tình trạng mà ảnh hưởng của tình trạng mà thất nghiệp của cộng đồng do cái ảnh hưởng của Covid đó, thì rất là nhiều người so far thì những cái người mà xin thất nghiệp á, thấy có nhiều người đồng hương chúng ta không? Nhiều, nhiều lắm. Khách gọi vào thì tất nhiên có, tại vì những người cư dân của những cái thành phố thuộc địa hạt 72 của dân biểu Janet Nguyễn là Fountain Valley, Huntington Beach, Santa Ana, Seal Beach, những cái thành phố thuộc địa hạt của Orange County đó, của địa hạt District 72 của dân Nguyễn Trang Ác Nguyễn đó, thì có người đủ sắc dân gọi vào, miễn là họ cư dân của những thành phố đó thôi. Nhưng mà riêng những người nói tiếng Việt thì dân phòng của chúng tôi, vì cái ngôn ngữ và cũng là cộng đồng đồng hương người Việt Nam mình đó, thì dù họ có nằm trong những cái district khác, nhưng mà họ cần cái sự giúp đỡ thì chúng tôi vẫn, tại vì chúng tôi vẫn giúp đỡ họ. Có khi nó không có nằm trong cái jurisdiction của mình, nghĩa là không có nằm trong cái địa hạt của người dân biểu tỉnh bang, nhưng mà dân phòng dân biểu Janet Nguyễn vẫn giúp đỡ những người đó do cái ngôn ngữ
và đồng hương của mình. Quý vị nào mà đang có cái những cái thắc mắc và những cái problem, những cái khó khăn của chúng ta ở trong cái chương trình thất nghiệp, để mà mình apply vào cái chương trình thất nghiệp mà lâu nay không được đó, thì bây giờ có văn phòng của dân biểu tiểu bang California, đó là chị Annette Nguyễn, sẽ giúp đỡ cho quý vị với số phone 714-843-4966. Đó là số điện thoại. Đọc lại. 714-843-4966. Dạ vâng, quý vị nếu mà có những thắc mắc gì về chương trình thất nghiệp EDD đó, là thì quý vị cứ gọi vào. Thì ở trong đó có tiếng Việt. Mà đến vì sao nhắc lại là tại vì cái số lượng của người cần giúp đỡ rất là nhiều. Cho nên những cái quý vị nào mà mới vừa sinh trong vòng 1-2 tháng thì hãy cố gắng chờ đợi. Những người nào mà hồ sơ đã dồn lâu rồi, nghĩa là họ bị chờ đợi khoảng mấy, nghĩa là 3-4 tháng rồi, rồi họ không có liên lạc được cái đó, thì văn phòng chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ để mà liên lạc với vào đi đi để cho quý vị một cái sự cứu xét nhanh chóng hơn. Còn quý vị nào mới sinh thì hãy chờ, là tại vì cái hiện tại về văn phòng sở thất nghiệp EDD của tiểu bang California đó, họ bị cái mà bắt lốt rất là nhiều. Nhân viên của sở thất nghiệp phải làm việc 7 ngày một tuần, và họ làm luôn cả thứ bảy chủ nhật, và họ làm tới 8 giờ tối. Cho nên đó là nó dồn lại như vậy đó. Cho nên cái tình trạng mà đi sương đó, nó kêu là có những cái vấn đề khó khăn cần phải được giải quyết. Cho nên văn phòng chúng tôi rất là bận rộn, rất là bận rộn để giúp đỡ. Mà bên cạnh chương trình thất nghiệp EDD đó, còn có những chương trình nào khác không, giống như về sở xã hội, an sinh, welfare, housing, mấy cái đó đó? Cái phần đó thì mình không nói tới, cũng như là văn phòng dân biểu là cũng như là đại diện cho dân, để phục vụ cho dân. Thì có những cái trường hợp chẳng hạn như là về housing thì nó thuộc về jurisdiction của bên quận, bên mình cao tiên. Nhưng mà nếu mà cái người cư dân đó họ gọi tới văn phòng chúng tôi, thì tại vì cái ngôn ngữ thì Michelle hoặc là đồng nghiệp staff của dân biểu trên Nhất Nguyễn đó, chúng tôi cũng giúp đỡ họ là gọi liên lạc qua bên đó, để cũng như refer qua bên đó, cũng như là để giúp đỡ thì cái sự giải quyết nó nhanh chóng hơn. Nhưng mà những cái vấn đề mà thuộc về tiểu bang thì văn phòng của dân biểu trên Nhất Nguyễn sẽ có thể giúp đỡ nhanh chóng hơn. Ok, nói về những vấn đề của tiểu bang, thường bên dân biểu tiểu bang thì nó gọi là trong quốc hội, hội của tiểu bang, dân biểu là hạ viện đó, lập pháp đó, nằm ở trong quốc hội, lập pháp mà ở hạ viện nhé, hạ viện tiểu bang California, thì thường lập pháp ra luật, thì trong những ngày gần đây có cái dự luật nào mà chính trên đất Nguyễn đã đề nghị ra không? Dạ có, đó là cái điều mà Michelle có mặt hôm nay để chia sẻ với quý vị khán thính giả, là có một cái tin rất là vui mà chúng ta cần phải vui mừng, mặc dù chưa có được thành là một cái đạo luật, nhưng mà đó là một cái điều, một cái công sức mà dân biểu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đang tranh đấu cho các chú bác cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là dân biểu hạ nghị viện, chứ không phải thượng nghị viện. Nói dân lại. Biểu cựu thượng nghị sĩ, cựu có chữ cựu, ok, Janet Nguyễn. Thì có một cái dự luật gọi là AJR, là tiếng Anh gọi là Assembly Joint Resolution, là dân biểu Janet Nguyễn cùng làm việc với một người dân biểu người Hàn Quốc, đó là dân biểu Stephen Joyce, để mà họ cùng đưa ra một cái, để trình lên một cái dự luật gọi là Assembly Resolution AR-10, là yêu cầu ủy ban quân vụ và cựu quân nhân thượng viện để cứu xét, để cho các vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Nam Hàn, những người đã có cùng liên minh chiến đấu
cùng với quân lực Hoa Kỳ trong cái chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên, trong cái chiến tranh Việt Nam, trong cái chiến tranh Việt Nam để mà đấu tranh cho cái dân chủ và tự do của đó. Thì trong cái trận trận chiến đó đó, thì bây giờ cái dự luật đó, cái dự luật AR-10 đó là để yêu cầu Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội, Liên bang Quốc hội để mà chấp thuận cho những người cựu quân dân Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa và Nam Hàn sẽ được chôn cất tại nghĩa trang quốc gia của Hoa Kỳ nếu họ qua đời. Dạ, đó là một cái điều mà đang được đệ trình. Thì vì sao có mặt ở đây hôm nay để mà yêu cầu quý vị chú bác thuộc các binh chủng mà cựu quân nhân Hoa Kỳ có một cái website, có một cái trang mạng là bảovecongdong.com. Thì tại vì mùa dịch bệnh, quý vị đồng hương không có thể nào mà tới cái ủy ban điều trần để kêu gọi những ký, những cái chữ ký, thì quý vị có thể vào cái trang mạng bảovecongdong.com để mà ký tên, ký vào bản kiến nghị. Khi mà mình có nhiều cái chữ ký trên cái bản kiến nghị này đó, thì ủy ban họ có thể đem những cái chữ ký này để đưa lên, thì là một cái sức mạnh hơn để cho Quốc hội Liên bang thông qua cái dự luật này trở thành cái chuyện mà ký tên đó thì nó có con số bao nhiêu là đủ không? Càng nhiều thì càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Dạ, càng nhiều thì càng tốt. Chứ không có limit tịch. Dạ không, để cái tiếng nói mình nó được mạnh hơn. Để mà mình khi mà ủy ban quân dụng của Hoa Kỳ mà đưa cái như vậy như vậy là nhân viên tiểu bang California Janet Nguyễn đã đệ trình cái luật này rồi. Dạ. Nhân viên tiểu bang Janet Nguyễn đã cùng đệ trình cái kiến nghị này lên khi làm việc cùng với dân biểu Stephen Choi, để nó gọi là cái AJ-15, nghĩa là Assembly Joint Resolution, nghĩa là hai người cùng co-author để mà đưa lên cái kiến nghị này. Trước khi mà đưa lên cho tiểu bang đó, lập pháp tiểu bang đó, trên nước Nguyễn có chia sẻ cái thông tin này tới cho cộng đồng, cho những cái hội đoàn quân nhân cá chính không? Dạ, hôm nay là đã được ra press release rồi, là việc báo đã có đăng cái tin này. Tại vì lúc mà Michelle đã press release rồi. Như vậy hôm là những người tin này Michelle là có mặt ở đây hôm nay. Dạ, như vậy là những người, những chú, những bác, những anh trở lên, chú bác anh ông luôn, là những người đã từng khoác áo trợt, những người đã từng là làm lính, những người đã từng ở trong miền Nam Việt Nam của chúng ta mà chống ngoại xâm đó, mình dùng chữ ngoại xâm của phương Bắc đó, trong 21 năm từ năm 1954 đến năm 1975 đó, hiện tại đang định cư ở tại Hoa Kỳ này. Nếu dự luật này đã thông qua ở Hạ viện, Thượng viện, thì khi mà những chú, những bác cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa chúng ta không may qua đời thì được chôn trong nghĩa trang quân đội của Hoa Kỳ, đúng không? Cái dự luật đây là vậy phải không? Dạ vâng. Tại vì theo cái luật hiện nay đó, thì tất cả những cái quân đội của cái quốc những cái chiến binh của cái quốc gia nào mà có cùng đồng minh, liên đồng minh với quân đội Hoa Kỳ trong một cái cuộc chiến tranh nào đó, nếu mà họ là công dân Hoa Kỳ thì khi họ tử trận hoặc là qua đời thì họ đều được chôn trong nghĩa trang quốc gia của Hoa Kỳ. Thì cái kiến nghị cái dự luật của dân biểu Janet Nguyễn và dân biểu Stephen Choi để trình lên là yêu cầu Quốc hội thông qua là người Việt Nam cộng người lính cựu quân nhân Việt Nam Cộng hòa và cựu quân nhân của Nam Hàn đều đã liên minh với quân lực của Hoa Kỳ trong cái chiến tranh Việt Nam phải được, nghĩa là cái quyền lợi đó là được cái sự vinh dự để mà chôn trong cái nghĩa trang. Cho Chris hỏi một câu rất là tế nhị mà Chris nghĩ nhiều chú, nhiều bác quân nhân Việt Nam Cộng hòa cũng cần
nghe rõ hơn, tường tận hơn khi mà được chôn ở trong cái nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ của tiểu bang California đó, thì về những cái chi phí đó của tiểu bang hỗ trợ hay là cũng là cái đó chưa biết phải không? Cái điều này, dạ, cái điều này cho nên hỏi cái chi tiết Michelle sẽ trở lại, dạ, trở lại chương trình sau sau khi tham khảo. Tại cái đó rất là thực tế, phải không? Một cái đám tang cũng rất là tốn kém. Dạ vâng, Michelle sẽ đem cái câu hỏi của Chris Mann để với hỏi để hỏi dân biểu Janet. Nhà Michelle sẽ trở lại trong những cái chương trình kế tiếp để Chris hỏi dùm cho Chris Chu để giải thích cho quý vị về cái vấn đề này. Dạ. Nhưng mà trước mắt là chúng ta đưa ra văn phòng của dân biểu Janet Nguyễn, cô đã đưa ra cái dự luật này, cô đã đệ trình lên cái dự luật này là một cái bước nghĩa là tranh đấu rất là khó khăn để mà mình được tôn vinh, được có vinh dự để cùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được vinh dự để chôn trong cái nghĩa trang cùng với các cố chiến sĩ quân đội Mỹ ở cái nghĩa trang quốc gia của Hoa Kỳ là một cái bước tiến. Nghĩa là rất xa rồi. Thưa quý vị, khi mà chúng ta suy nghĩ một điều gì, chúng ta nói ra, chúng ta đệ trình một điều gì mà chúng ta từ cái suy nghĩ của chúng ta, thì cái người mà suy nghĩ đó, người ta phải có những cái cảm nhận yêu thương đến cái điều họ nói ra. Đó là thí dụ như giờ dân biểu tiểu bang trên đất Nguyễn đang nghĩ tới những chú, những bác, những anh, những ông cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã hy sinh một phần thân thể, một phần cuộc đời trong tù đầy của Cộng sản và trong chiến tranh rất là hào hùng và rất là nguy hiểm, và bây giờ sống ở đây và cái tuổi là bắt đầu là xế chiều là 70 trở lên hết rồi mà đó. Thì trên đất Nguyễn đã nghĩ tới cái công ơn đó mà đưa ra cái dự luật đây, không phải ai cũng làm được đâu. Chúng ta thấy ở 46 năm chưa có ai nghĩ tới điều này. Khi đây Chris phải công nhận là cho một cái điểm son cho dân biểu tiểu bang trên đất Nguyễn. Ai nghĩ đến những quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, người đó là người mà Chris rất là yêu thích. Tại vì Chris chính bản thân của mình được căn cước tị nạn ở bên Mỹ đây là nhờ những cựu quân nhân đã xả thân, đã hy sinh máu xương chiến đấu với Hoa Kỳ đó, cho nên mới có chính nghĩa, và nhờ chính nghĩa đó họ mới cái quốc gia này, cái dân tộc này đã cưu mang chúng ta và chúng ta được ở đây một cách hợp pháp. Cho mình sao nói thêm nữa là chia sẻ thêm với quý vị là mình sẽ được biết bố của dân biểu cụ thượng nghị sĩ Janet Nguyễn là trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và chú ruột của dân biểu cụ thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng là trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và ông đã bị hành quyết bởi cộng sản trước ngày mất nước năm 1975, cho nên chính vì điều này cũng như là hậu duệ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là có những người thân trong gia đình hy sinh trong cái cuộc chiến đó và đã bị hành quyết như vậy đó, thì những cái động lực đó của một cái người hậu duệ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì dân biểu cụ thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã tranh đấu rất là lâu. Nhưng mà cái dự luật cô đưa lên bị bác bỏ, cho tới lúc mà cô được biết là đồng nghiệp của cô là dân biểu Stephen Joyce cũng đệ trình lên cái dự luật này để cho tranh đấu cho quân nhân Nam Hàn, thì cô cùng hai người cùng join resolution này để mà tranh đấu và hợp tác để mà ra cái dự luật này. Vâng. Và để trình lên, thì một lần nữa Michelle kêu gọi các chú bác thuộc các binh chủng cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hãy vào cái trang mạng gọi là bảo vệ cộng đồng.com để ký tên trên những cái vào cái bản kiến nghị trên cái trang mạng này, để chúng ta càng có nhiều chữ ký để cho cái committee họ có thể đưa lên để thông. Vâng, tuần tới nếu có dịp thì chúng tôi sẽ trở lại và nói chi tiết hơn về cái dự luật này, nó đi tới đâu và chữ ký được bao nhiêu, để cho Michelle văn phòng của giám biểu tiểu bang những trên đất Nguyễn sẽ chia sẻ quý vị rõ ràng hơn nhé. Rồi nếu một có dịp nào khác hơn mà khi mà
dân biểu tiểu bang California trên đất Nguyễn xuống về lại Cali, về lại miền Nam Cali. Cô sẽ mời cô đến đây nói chuyện với đồng hương chúng ta. Bây giờ chúng ta đã hết giờ, vâng, một giờ qua rất là nhanh, và chúc cho quý vị có một ngày thật vui, bình an, hạnh phúc và nghe một chương trình rất là hữu ích. Và dĩ nhiên chương trình hôm nay được bảo trợ bởi nhà hàng Song Long, cô Bảy và chị Sương, phải không? À, và bên cạnh thì có nhà hàng của thằng em, đó là nó nấu phở, phở gà, phở bò ngon không chịu nổi, đó là nhà hàng Tuấn Cảnh, nhà hàng phở, nói chuyện phở Tuấn Cảnh nhá. À, trong cái phở thì có phở gà tuyệt cú mèo. À, có khi nào ăn phở gà mà lá chanh không? À, ở đây phở gà, gà phải ăn lá chanh. Ok, rồi trong khi đó thì bên cạnh thì có công ty của Expo Building Supply đã bảo trợ cho chúng tôi. Và xin quý vị, chúc cho quý vị có một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.